Hương quay chưa? Dạ. Em quay nhưng mà lúc nãy bị không bật nút ý. Ở cái trận trước á. Ờ. Ấy cái giờ cái set này em quay đi. Giờ em phải đi về em ăn cơm. Thanh Minh đi rồi. Nếu chị đợi xem một tí thì em về ngay nhà Thanh Minh. Mấy chị quay lét chúc chị đăng lên ừ, chị em lại rồi nhưng mà. Rồi em lại xem từ video của chị. À chị đang quay thì ở đây mồm nó đi về. Đông có về không? Có về. Em chào các chị nhá. Dạ, chào em. Đúng rồi, gió quá. Lần nào nên đây cũng nắng thế nhỉ? Vâng, đứng bên kia không có gì. Chị ơi, giờ em phải về ăn tô Thanh Minh. Các chị ở đây về sau nhé. Rồi, em được rồi, em được. Này, chị quay ở đây, chốc nhớ cầm điện thoại về cho chị nhá. Một khi dẫn cái bà Lào đây này. Hay quên lắm, hôm nọ còn búa sân cơ. Mình thì mình nhớ, còn mình chưa chắc người ta về người ta quên. Đổi vào điểm cho công là 1, 2. Ngồi đây chị ơi. Chị đá, chị nó đã rút. Ngồi đi, giờ giết đi. Giờ giết đi. Trường An đã bóng lỏng, điểm 2 đều. Công lạc đã bóng hỏng. Đổi điểm cho Trường An 3, 2. Trường An đánh bóng ra ngoài, đổi điểm cho Công Lạc 3 đều. Bóng trong sân, đổi điểm cho Trường An 4, 3. Cái này là chốc Bắc Phượng phải nhớ này. Trong tay bàn đấy tỷ số 4-3 cho Trường An. Đổi điểm cho Công Lạc 4 đều. Công Lạc đánh bóng lỏng. Công Lạc 5 đều. Công Lạc đánh bóng lỏng. Đổi điểm cho Trường An 6-5. Điểm 7-5. Điểm 8-5. Oh,
cầu thủ Mai xúc động quá phát bóng ảo, đội điểm cho Công Lạc 6-8. Công Lạc đá bóng ảo, đội điểm cho Trường An 9-6. Đội điểm cho Công Lạc 7-9. Đội điểm 10-7. Hiện nay tỷ số đang là 11-9 nghiêng về An Nhân Đông, câu lạc bộ Trường An. Hai đội đổi sân. Công Lạc đặt bóng không có lưới. Điểm cho Trường An 12-9. Công Lạc đập bóng ra ngoài, điểm 13-9. Công Lạc đập bóng ảo, điểm 14-9. Trường An đã đánh bóng hỏng, đổi điểm cho Công Lạc 10-14. Công chủ lực của tuyển Trường An đánh bóng hỏng, điểm cho Công Lạc 11-14. Một pha đánh bóng bằng chân của tuyển trẻ Trường An đã đem về một điểm. Tỷ số bây giờ là 15-11. Trường An phát bóng ra ngoài, đổi điểm cho Công Lạc 12-15.
Điểm 13, 15. Công Lạc phát bóng ra ngoài, đổi điểm cho câu lạc bộ Trường An của An Nhân Đông 16-13. Đổi điểm cho Công An 14-16. Điểm 15-16. Công An đánh bóng ra ngoài. Thật tiếc, đổi điểm cho Trường An 17-15. Một pha phát bóng ăn trực tiếp, điểm 18-15. Đổi điểm với Công An 16-18. Điểm 17-18. Trường An đánh bóng bỏng, điểm 18 đều. Điểm cho Công An 19-18. Trường An bỏ bóng, điểm 20-18. Và cuối cùng xét đấu thứ ba đã kết thúc, phần thắng nghiêng về đội khách, câu lạc bộ Tuyển Trẻ của Công Lạc. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn sự cống hiến rất nhiệt tình của các cầu thủ hai đội.